Hồng Vân và Quỳnh Linh xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng làm chiếc cầu nối để hai bạn có thể hiểu nhau và đi tiến đến con đường hạnh phúc sớm hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Năm 20 tuổi thì em vô thành phố này á, là em đi tự lập rồi. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Nguyên nhân vì sao mà anh Quỳnh Linh bực mình? Tôi thấy hai người nói chuyện tôi bực mình quá. Em hết cách với anh Linh luôn. Trời ơi, vậy là không được nha. Cái này làm như vậy là hư nha anh Quỳnh Linh. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời đàn gái. Chào cưng. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Nguyễn Trung Trinh, hôm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em làm việc ở tại quận 9, em làm bên Nhâm Kiến. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Tường Vi, em năm nay 29 tuổi, quê em ở Đắk Nông, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên tư vấn về da. Bạn này có làn da đẹp lắm á nha. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ, hiện tại thì em đang mướn chỗ ở quận 8 anh. Quận 8 qua quận 9. Hai số sát bên nhưng mà nó xa lắm. Xa lắm. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em trai. Điểm mạnh của em là biết tự lập. Năm 20 tuổi thì em vô thành phố này á, là em đi tự lập rồi. Em ra làm rất là nhiều nghề. Ví dụ em làm nghề cửa sắt, xây dựng, phục vụ nhà hàng. Qua một thời gian đó thì em thấy cái nghề này nó chứng qua là nó chỉ là một thời thôi. Sau này em suy nghĩ là em phải đi làm kiếm một cái nghề cho mình để sau này mình sẽ trở thành ông chủ để mình làm cho riêng mình. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Chúc mừng em, như vậy là cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống ha. Dạ. Tính của em đó là chịu khó lắm, em muốn là mỗi năm phát triển một lần, từ cỡ 3 năm là em phải có một gì đó. Phong cách của em là phải phát triển, em làm việc á thì cũng đúng giờ rất nghiêm chỉnh. Chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Em học của người Nhật, họ sống rất là tốt và làm việc là có kỷ cực, kỷ cương. Chứ không phải là muốn làm gì làm rồi đi đâu đi đó rồi không có chú ý tới công việc là không có được. Dạ. Em có điểm yếu nào không? Điểm yếu của em là không biết nấu ăn. Em hay thức khuya lắm. Có đá banh nè, rồi xem phim, coi chuyện hài, phim ma. Nhiều khi á em coi phim ma vậy đó, chứ mà em cũng sợ nhưng lại thích. Nó kỳ lạ. Sợ con chi? Nhưng mà lại thích nhé. Cái đó đâu phải là điểm yếu đâu. Nhiều khi mình thức khuya quá không tốt sức khỏe. Em biết nó, nhưng mà nhiều khi buồn quá thì ở mình, nhiều khi phải làm cho nó buồn quá ở mình. Nếu có người ở với em đâu coi phim đúng không? Dạ, em hơi nóng tính xíu, nhưng mà hết rồi thôi à, chứ không có để trong lòng. Giận hờn em cũng không thích, tại nhiều khi em làm với lại việc với lại nhân viên của em á mà em thấy không dễ đó là em la lên. Em la lớn không? Dạ không, la lên là làm việc vậy là không có được. Nếu mình làm như vậy á là ảnh hưởng tới khách hàng. Thí dụ giờ anh làm là hư nhà của em nè, la thử em. Trời ơi, lại làm không được nha. Cái này làm như vậy là hư nghe anh Quyền Linh. Ôi ơi, cái đó không phải là la ông nội ơi. Không, cái đó là khuyên em la đó, em la nhỏ nhẹ thôi chứ em không có la lớn. La để cho người ta biết chứ không để cho mất lòng. Hiền quá trời. Tôi cố tình vậy mà cũng hiền lắm á. Còn em sao? Điểm mạnh của em là em hát được nhạc bolero. Có thể là những người mà người ta đang rất là nóng tính luôn thì em có thể là em làm người ta dịu xuống được. Ta nóng em hát hả? Dạ không chị. Dạ không anh. Làm sao mà xuống? Thì cũng giống như là em nói chuyện kiểu dạng như nói để cho người ta bớt lại cái cơn giận của người ta xuống. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ đó, giờ thì em yêu có một người anh. Em yêu người đó 7 năm, em chia tay hiện tại là 8 năm. Trời ơi. Mà lý do gì 8 năm em không có người yêu? Dạ thật ra thì em cũng có nhiều người thả thính lắm chị. Nhưng mà không biết sao em không có cảm tình. Giống như là có một lần thì ba anh em trong một gia đình thương em luôn. Mà em không biết chị. Với lại cũng có nhiều người người ta thương em nữa mà người ta không dám tỏ tình chị ơi. Người ta nghĩ em có ghệ rồi, không ai tỏ tình với em hết. Không mà em dễ thương mà. Cảm ơn anh. Em có mấy người yêu? Dạ em có hai mối tình. Rồi sao? Thật tức là người ta yêu em. Nhưng mà em không có yêu lại. Sao kỳ vậy?
Tại vì cái bạn gái đó dễ thương lắm. Có điều nói hay ngọng. Nó ngọng cái người ta miễn sao tao yêu mình thôi chứ. Tại em mỗi lần em nói chuyện với bạn là kêu em ơi đi chơi không em. Kêu nói chuyện mà nó cười lắm. Khó chịu lắm. Em không biết nó cái gì nó miệng nữa. Mỗi lần đi ăn gì là nói chuyện gì mà cũng khó, rõ ràng người ta cười em hoài à. Em có một cái yêu cầu gì về ngoại hình đối với người bạn trai của mình không? Cao hơn em là được rồi chị. Ảnh sao cũng được, miễn sao hai đứa thương hiểu nhau là được rồi chị. Hôm nay em đi với ai vậy Trinh? Dạ, bữa nay em đi với lại ba đứa em của em. Ba đứa em nãy có nghe câu chuyện ba anh em thương người không? Hồi nhỏ thì em cũng có ở chung với anh Trinh được khoảng 2 năm. Thì kinh tế gia đình cho nên là anh Trinh lúc nhỏ thì ở với lại bà nội. Sau này thì ở với lại cô chú, thì ba mẹ đi làm kinh tế. Cho nên là cũng không có được dạy dỗ hay là này kia giống như là những người khác. Cho nên là nếu như mà mình nghe thì mình có thể thấy là anh Trinh thật thà. Ảnh không có kiềm chế, anh không có nghĩ sao nói vậy à. Cho nên là nhiều lúc nếu như mà nghe mà không hiểu á, thì nghĩ anh Trinh là không có phải là người chín chắn đàng hoàng. Nhưng mà về cuộc sống á, thì thật tình á, thì anh Trinh rất là can đảm, nghĩ gì là làm cái đó. Ngay cả cái việc mà anh đi vào Sài Gòn á, em nghĩ là lúc anh đi vô chắc em nghĩ là chỉ có khoảng mấy ký hột điều để anh bán anh đi thôi. Dạ, nhưng mà anh vẫn vô Sài Gòn. Rồi anh từ từ anh học nghề anh lên, rồi đến anh tự anh ra anh mở một cái tiệm. Và lúc anh mở tiệm thì thật ra là kinh tế cũng không có gì bao nhiêu, em nghĩ là cũng khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng mà dần dần thì anh có được nhiều khách hàng, rồi anh tay nghề anh rất là tốt. Và thật sự là anh em của em rất là thương anh. Và cũng thật sự với bạn nữ luôn là anh không có biết nói lời ngon ngọt hay là nịnh bợ. Bữa nay đẹp anh cho nó đẹp á, vậy thôi. Hay là nấu ăn dở anh sẽ sẵn sàng anh nói là dở quá, anh không biết lấy lòng. Cũng là một trong những cái mà cái nhược điểm của ảnh. Rồi cảm ơn ba em trai nha. Hy vọng nó không giống câu chuyện đầu tiên. Đúng là còn tại một sao Trinh lại khóc Trinh? Tại em xúc động á. Nay Trinh đi với ai vậy? Dạ bữa nay em đi với lại ba đứa em của em đó. Chị xin lỗi em. Chị em làm gì rồi? Nhìn em khóc. Tại sao nói đi với ba em trai? Trời, em gái bên kia đi với ai? Dạ em đi chung với lại em trai với lại cháu gái em ạ. Vâng, xin kính chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì hôm nay em là em của chị Vi. Anh thì em thấy anh cũng về ngoài thì cũng khá, nói chuyện thì rất là hài hước, có ý chí tự lập và có cái tinh thần cầu tiến. Nếu mà quen chị em thì nên cứng rắn hơn một xíu. Tại em thấy thì anh rất là tình cảm. Nói thật ra là anh không yếu đuối được. Chân qua anh nói ra anh xúc động. Tại bản thân của anh á là tình cảm thôi. Thôi bây giờ chắc là rồi, mở rào ha. Rồi mở rào. Nào mở rào. Công việc là của em đó. Chào anh. À, xin chào em. Love you. Dạ. Anh gói này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một cái đặc điểm mà em rất là hay quên, cho nên là quà của anh em quên mất tiêu rồi. Để chuộc tội anh, em sẽ hát tặng anh một bài. Còn nếu như anh cảm thấy không đủ nữa thì thôi em tặng em cho anh luôn. Tặng em cho anh luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nén trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. À, dạ. Cảm ơn dạ. Anh nói trước nha. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, xinh sáng. Em có nói với anh gì không? Hồi nãy thì có nghe anh chia sẻ là anh nấu ăn không được ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thì mai mốt mà ví dụ như em với anh mà có quen nhau thì chỉ có ăn mì gói thôi anh ơi, em nấu ăn cũng không ngon luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy mình phải đi học đi, muốn giỏi đi học, có gì đâu. Dạ. Cho em hỏi một cái nữa là quan điểm của anh như thế nào về con gái xăm hình? Nói thiệt ra nhiều lúc á, anh suy nghĩ ra người Việt Nam mình á là rất là bất khuất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thời gian hiện tại đây á, anh thấy thay đổi nhiều quá à. Xăm hình có dạ. Nhưng mà xăm hình á,
xăm gì nhỏ nhỏ gì ít thôi, chứ làm xăm gì quá thì nó không được đẹp anh. Bây giờ người ta xăm ở trong bự chà bá lửa luôn. Không sao, nếu mà xăm ở trong thì nó che lại sao? Bự cũng không sao đúng không? Dạ. Đi ra đây. Dạ. Anh đây. Dạ. Đẹp không? À, cái này hả? Ờ, đẹp thiệt. Đẹp không? Cái gì đẹp? Dạ, cái bông mà em biết bông là gì, bông hồng. Hoa mẫu đơn hả chị? Mẫu đơn. Ờ, em thấy đẹp. Em thấy đẹp. Em nói về cái bông hoa của em, vì bông hoa của em là tượng trưng là giống như một người con gái mạnh mẽ. Mình phải quyết đoán, mình phải sống tự lập và không dựa vào ai hết. Còn cái hình thứ hai của em là hình về cái đôi chim uyên ương. Ế quá rồi, để em xăm, tại vì em suy nghĩ là cái gì cũng có đôi có cặp, thì khi mình xăm lên biết đâu mình sẽ có thì sao. Ờ, anh thấy anh đúng á, được. À, mới mốt lấy chồng về xăm hình em trên người được không? Dạ được. Ừ, đó, được. Hay. Để tao vào nút bấm. Bấm nút là trao duyên lẫn nhau và có trách nhiệm với nút bấm đó. Trách nhiệm quyết định của mình. Nào, 3, 2 và 1. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ không chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao về em gái? À, em thì em chưa có tìm được một cái cảm giác rung động với anh. Nhưng thật sự nói đây là chàng trai rất là tốt luôn. Có dạ. Ý chí cầu tiến. Rất tiếc điều đó. Dạ. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Còn đây là sản phẩm dành riêng cho em, son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn, mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm nửa yêu thương của mình nha. Thấy thương quá à. Nói chung là em cũng có buồn. Nhưng mà thôi, buồn gì, ta không thích mình buồn gì. Đúng rồi, đừng buồn. Rồi, hai đứa về cố gắng tìm một nửa yêu thương của mình nha. Rồi, cái... rồi. Ừ. Tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Em thì rất là thẳng thắn, cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Về gia trưởng. Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng của mình. Em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Em gia trưởng mà em thích người ta gia trưởng. Linh muốn hai đứa này đến với nhau lắm luôn á. Nếu như có tình cảm là cái cảm xúc nó có liền. Cái bạn nữ đó, bạn con tim bạn không có nhảy á, không có rung động. Mình muốn nhưng nó không thể được. Không phải điều gì mình muốn nó cũng được cả. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Chào kênh. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Xin chào. Mời đàn gái giới thiệu về mình. À, dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh. Em tên là Đoàn Thị Thu Hương, em tới từ Bình Phước. Em 26 tuổi, hiện đang làm ở công ty sản xuất tại Bình Phước. Rồi, mời bên đàn trai. Lời đầu tiên cho em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em chào anh Quỳnh Linh, rồi, chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Minh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Tân Cảng, Long Bình. Mình làm về công việc gì Minh? Em làm ở phòng điều độ ở công ty Tân Cảng. Rồi bây giờ á, cứ nói về mình đi. Điểm mạnh là cái gì nè? Tính cách của em thì rất là thẳng thắn, sống với mọi người chân thành. Và được cái có tính, cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Về gia trưởng. Ủa, phụ nữ mà có tính gia trưởng hả? Dạ. Sao căng vậy ta? Thường xưa người ta nói đàn ông có gia trưởng, phụ nữ cũng có tính gia trưởng nữa hả?
Dạ, tại vì em là con lớn trong gia đình, có hai em nhỏ nữa. Nên em phải có cái tính đó thì em thì của em mới trị được hai đứa kia đúng không? Dạ, thay ba mẹ muốn nắm. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ, có ạ. Rồi có áp dụng cái gia trưởng đó trong tình yêu không? Dạ, hồi đó quen nhau thì là học sinh nên là bạn ấy cũng rất là rụt rè. Thì em sẽ là người chủ động. Em tỏ tình chứ? Em tỏ tình chứ? Cũng hay đó chứ. Bây giờ thì em nói về tính cách của em đi, điểm mạnh điểm yếu thế nào? Vâng, tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Điểm mạnh thì nhưng mà có một chút sáng tạo, có óc hài hước, rồi luôn quan tâm đến mọi người. Em có tật xấu gì không? Dạ đương nhiên ạ, ai cũng sẽ có một điểm yếu lên của mình. Cụ thể em thì tính còn hấp tấp. Hấp tấp là con hơi thiếu kiên nhẫn á. Vẫn còn hay quên. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình chính thức nào cả. Cái mẫu người đàn ông mà em thích là như thế nào? Em yêu cầu không có yêu cầu về ngoại hình. Không có yêu cầu về ngoại hình? Dạ. Sao cũng được? Dễ nhìn thôi. Về tính cách thì quan trọng hơn. Tính cách, ví dụ? Đầu tiên là phải biết quan tâm người khác. Và hiếu thảo với gia đình. Và em cũng yêu cầu là bạn ấy có một cái gọi là hơi trầm tính chút xíu. Bên kia yêu cầu người yêu không có, không cần cao thấp, không cần ngoại hình gì hết. Còn em sao? Em nếu cô gái từ 1m6 trở lên thì là tốt quá rồi. Có gì khuôn mặt luôn tươi cười. Cái gọi là thần thái lúc nào cũng vui tươi, lạc quan á. Gây cái gọi là sự năng lượng tích cực cho người đối diện. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người phụ nữ? Không thích nhất à? Em hay nói vui ấy, cái là ảo tưởng sức mạnh, quá kiêu kỳ, tức là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Em gia trưởng mà em thích người ta gia trưởng. Dạ. Vậy là coi như là không, em sẽ, bạn này sẽ phải lấy một cái người đàn ông không biết gia trưởng là gì để cho em gia trưởng. Bởi vì đôi khi là bên đây là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mà em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với bản thân và hai em gái ạ. Dạ. Xin chào cô chú và tất cả mọi người. Con xin đính chính lại một chút là chị con không có phải là gia trưởng mà ép tụi con làm theo cái này, làm theo cái kia. Nghiêm khắc chứ không phải là gia trưởng. Còn tính cách thì em nghĩ là ai rồi cũng phải có sự thay đổi thôi. Nên là nếu mà anh chị đến với nhau thì chắc chắn là chị em cũng sẽ thay đổi và để hoàn thiện mình hơn. Rồi, cảm ơn em. Thấy thích khởi phào. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em là mẹ của Minh. Minh thì rất là hiền và có hiếu với bố mẹ. Thấy cháu bên đây thì dễ thương. Về ngoại hình thì cũng rất là xinh xắn. Cái quan trọng là hai cháu thật lòng thương yêu nhau. Còn cái chuyện mà cháu hơi khắt khe với các em ấy thì cũng là một điều tốt để sau này còn dạy con. Dạ. Cho nên rất là mong là hai cháu đến được với nhau. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ thì hai đứa đã nghe hết rồi ha. Góp ý của hai bên cũng như nãy giờ mình cũng nghe qua cái rào này rồi. Thì mình gặp mặt nhau, mình cảm nhận thôi, mình quyết định thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Dạ chào anh. Hôm nay anh đến thì có một món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hai đứa cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên hai em gặp mặt nhau đó. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Nhất là đôi mắt. Ta bảo là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh nhìn mắt em á, anh tưởng bố câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Bây giờ em có hỏi bạn này về vấn đề nếu như tụi em lấy nhau á thì là hai đứa sẽ ở đâu? Rồi có làm dâu không? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Em với anh là yêu xa đấy. Anh một hiểu. Tuần có thể gặp nhau một lần hoặc một tháng. Nhưng mà rồi lấy nhau thì là ở đâu nè? Ở Bình Phước hay là ở Biên Hòa nè? Quan điểm của anh là muốn vợ sống cùng với nhà ở bố, với bố mẹ với anh. Nhà em á thì em vẫn về thường xuyên được, không vấn đề gì hết. Thật ra là gia đình em không có đặt nặng vấn đề là đi làm dâu hoặc là ở lại gần bố mẹ để chăm sóc ba mẹ, bố mẹ em. Nhưng cái đó em tự nhận thức được. Tại vì em không biết được sau này là em gái của em sẽ ở xa hay ở gần. Em sẽ luôn dành cái điều tốt đẹp nhất cho em gái của em. Anh hiểu điều đó. Bạn này là có tư tưởng chị tôi á, chắc mê chú Trần Tiến nha. Cầu xây xong đã lâu hả? Tức là giờ để cho các em tính xin cho em thôi.
Bây giờ á, hãy tiến đến nắm tay cô gái và cảm nhận, và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, về những cái cảm nhận từ nãy giờ nào. Nắm tay đi, hai tay nắm vô. Em kiểu đó. Bắt tay nhau thế nhỉ? Quên, anh chưa hỏi em cao khoảng mét mấy nhỉ? Mét 65. Bởi vì nếu sau này anh có hôn một cô gái thì anh sẽ đỡ mọi cổ hơn. Anh nói thật là khi anh thích một người á thì thời gian nó dường như nó trôi chậm lại á. Một ngày mà mình không gặp người ta á, thì cảm giác như 24 tiếng vừa trôi qua. Em thì hiện tại em đang cần một người có thể bao dung. Bao dung được cái tính cách của em. Anh nhắm là anh có thể làm được điều đó không? Anh yên tâm, em cũng biết làm nũng rồi. Nhưng mà không phải thầy. Em còn gì nữa không? Không. Rồi, hết thời gian. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian trao đổi với nhau. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho nó kỹ, xem người này có phải là người cùng đi với mình trên con đường hay không. Yêu xa có được hay không? Một tuần có thể gặp nhiều lần hay không? Có khắc khoải vì xa nhau hay không? Quyết định từ trái tim của mình các bạn nha. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3, 2, 1, hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Anh thường hay suy nghĩ hơi lâu. Có nghĩa là quá thời lâu. Gian quyết định là nếu mà thời gian là 60 giây ấy, thì anh đến giây 59 anh quyết định. Đấy, bạn gái rất là chủ động, bấm luôn ngay từ lúc đầu. Em không thấy điều đó. Đúng rồi, em đang suy nghĩ tương lai. Tương lai em suy nghĩ gì? Em đang lập kế hoạch là từ 2020 đến 2030 mình làm cái gì? 30 đến 40 mình làm cái gì? Thì xa vậy? Nãy suy nghĩ vậy đó hả? Trời ơi trời, tôi suy nghĩ có ngày mai hẹn bạn ấy ở đâu. Vậy tôi suy nghĩ tới 2030 đằng. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai đấy. Hôn sao cho coi được đó. Thấy nó không có ra gì hết trơn á. Nó chưa có ra cái gì hết trơn á. Đó kìa, đó. Đã bạn sự cửa đấu nan ạ. Không sao. Thấy chưa? Người ta bản lĩnh chưa? Nè. Và những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Em cảm ơn. Em cảm ơn. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu, tổng giá trị 7 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Vinacacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vinacacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Rồi, hãy giữ lấy những kỷ niệm này, những món quà này. Hãy yêu thương nhau nhiều hơn, hãy sớm hiểu nhau để đi đến một cái quyết định, đó là hạnh phúc. Chúc hai em sẽ sớm ổi cơm chung, ở chung một nhà nha. Dạ. Rồi. Hồi đó là Linh có hay, lúc mà cái tình yêu đầu đời của Linh, Linh có bối rối giống bạn này không? Không có gì bối rối hết trơn á. Tại đứng rất là xa, không có dám đến gần, thành ra cũng không có bối rối gì hết. Vậy á hả? Ừ, đứng xa lắm. Thậm chí đứng từ đây nhìn qua kia thôi, nó đã rung rồi. Thành ra không có bối rối như thế này. Vậy á? Không có bạn quen hò để tạo điều kiện đứng gần nhau đâu.
Mình hiểu những cái rung động đầu đời của cô ấy. Hôm nay cô ấy cũng làm rất tốt rồi đấy. Hy vọng là với sự hỗ trợ của hai bên gia đình thì tình yêu của họ sẽ sớm gọi là lớn dần lên ha. Trong tập này có một cặp không thành công nên khán giả xem truyền hình sẽ có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng nhãn hiệu Centong và Atlantic nếu tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Muốn xem lại chúng ta vào cổng thông tin Club TV quý vị nha. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính chương trình. Và bây giờ, Hồng Vân, Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Với khán giả truyền hình thì hôm nay khán giả cũng có một cái cơ hội để chúng ta bốc thăm trúng thưởng. Và khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá là 350.000. Đây Vân bốc ra. Số 46. Vui không vậy? Vui. Thôi cái số đó. Đây, 46.